Xin chào anh em, hôm nay thì sẽ là có một cái video ngắn để giới thiệu cho một số anh em đang có mới bắt đầu làm YouTube. Thì khi mà mình đăng video lên trên YouTube ấy, thì sẽ có một cái hình ảnh đại diện, hoặc là mình sẽ ấn vào YouTube thì sẽ thấy một cái hình ảnh đại diện của một cái video mà người khác đăng lên cho mình xem. Đây, ví dụ đây, tao có thể thấy được cái video này của em Giang Vũ đăng lên là có chữ vlog cuối, hoặc là ở đây thì có của Pháp TV, hoặc là đây cái xe của có chữ đỗ biển, đỗ xe không đúng quy định và cái kết đây này. Đây thì làm thế nào để có một cái hình ảnh thumbnail, cái này gọi là hình ảnh thumbnail của ông Trần Dần này chẳng hạn, thì làm nào để cho nó có cái một cái thumbnail bắt mắt nhất và người xem thấy đấy là đập vào mắt người ta, có một cái ấn tượng lớn để người ta vào xem cái video của mình. Đấy thì ngoài cái việc mà mặc YouTube nó sẽ mặc định nó lấy một cái hình ảnh bất kỳ, ví dụ như cái hình ảnh của cái video này thì nó sẽ một cái hình ảnh bất kỳ và không có một cái gì đặc đặc sắc. Còn ví dụ như đến đây cái video của Tố My thì có hình ảnh có chèn chữ Friday Bolero with Bolero và những đôi hoa sim đây. Thì tại sao lại có những hình ảnh như thế này? Bởi vì người ta sẽ chọn một cái hình ảnh mà người ta thấy ưng ý nhất. Đối với cái video này, người ta sẽ viết chữ lên đây và chọn hình ảnh đẹp nhất. Thì đối với những cái người làm chuyên nghiệp và có một ekip như của các cái ca sĩ, nghệ sĩ hoặc là các cái kênh YouTube lớn, thì họ có một cái ekip chỉnh sửa hình ảnh bằng các cái công cụ như là Photoshop và các thứ chữ chỉnh sửa hình ảnh. Nhưng đối với những người mà mới bắt đầu làm như mình và tất cả các anh em mới bắt đầu làm thì có một cái cách nó rất là đơn giản thôi, là mình có thể tự viết trên cái điện thoại của mình và mình sẽ làm YouTube trên điện thoại luôn. Thì khi mình chọn một cái hình ảnh bất kỳ mà mình thấy phù hợp và ưng ý cho một cái video đấy thì mình sẽ viết chữ lên đấy, đặt làm thumbnail đại diện cho cái video ấy. Thì đối với việc viết chữ lên ảnh thì mình sẽ vào cái CH Play đấy, mình sẽ viết đánh lên cái chữ viết chữ lên trên ảnh này, thì nó sẽ hiện ra một loạt rất nhiều các cái ứng dụng viết chữ lên ảnh mà rất nhiều người hiện tại đang dùng. Mình có nhiều cái người ta đánh giá rất là cao, về 4,5 sao và 4,6 sao, và dung lượng thì cũng có khá là nhẹ. Đấy, đối với mình đang dùng cái này. Nó có tên app là viết chữ lên ảnh luôn. Đấy. Đấy thì mình sẽ mở ra, tải về và mở ra. Thì mình sẽ chọn một cái hình ảnh bất kỳ và mình sẽ viết cái chữ lên đấy để mà làm hình ảnh đại diện cho cái video của mình. Đấy, ví dụ như ở đây mình sẽ chọn vào cái viết chữ. Viết chữ thì ở đây nó có rất nhiều hình ảnh, trong đấy có hình ảnh mà ở trong cái file của mình, ví dụ download hay là camera hay là cái gì đấy, thì mình sẽ vào một cái hình ảnh và lấy bất kỳ, ví dụ camera thì mình sẽ chọn một cái hình ảnh và về cái âm ly hoặc là mấy cái đồ loa này, mình hay quay về mấy cái âm ly này lên cho các bác xem. Mình sẽ lấy hình ảnh này làm hình đại diện cho một cái video nào đấy, ví dụ mình sẽ chọn một cái âm ly cũ Nhật Bản chẳng hạn. Đấy, mình sẽ đặt tên video là âm ly cũ Nhật Bản chẳng hạn. Thì mình sẽ vào phần viết chữ lên ảnh này, mình chọn cái hình ảnh này, mình sẽ viết vào phần thêm chữ. Mình ví dụ như mình sẽ viết đây là âm ly cũ, âm ly Nhật cũ giá rẻ chẳng hạn. Đấy thì mình tích v v thì nó sẽ hiện ra một cái hình, một cái chữ như này. Tuy nhiên khi mà nó chữ như này thì nó vẫn chưa thể có gì đặc sắc mà người ta chưa thể đọc được ngay vào mắt được, vì cái màu chữ và cái kiểu chữ nó vẫn chưa được gọi là có nổi bật. Thì mình sẽ chọn vào phần phông chữ ở dưới đây các bạn, phông chữ ở dưới mình nhấn vào chữ này, nó hiện ra phông chữ. Đây thì có rất nhiều kiểu phông chữ khác nhau, Latin, La Mã này, Việt Nam các thứ. Thì mình hay chọn cái số 32 này này, dễ nhìn. Đấy thì khi mà mình chọn phông thì cái phông chữ nó đẹp rồi, nhưng tuy nhiên cái hình ảnh, cái màu chữ nó vẫn chưa được, thì mình lại phải chọn thêm một cái nữa để cho hình ảnh nó nổi lên. Đấy là mình sẽ chọn vào cái kiểu chữ. Kiểu chữ đây nó có rất là nhiều kiểu chữ, 21 kiểu chữ luôn. Thì đây, một ứng dụng này nó free, tất nhiên nó có hình ảnh nổi với các cái quảng cáo bên dưới, thì mình dùng free người ta thì cho người ta chạy quảng cáo thì cũng không vấn đề gì. Đây mình chọn kiểu một đấy, thì các bạn thấy cái chữ nó đã khác hẳn so với ban đầu. Kiểu hai này đấy, chữ màu đỏ đó. Đây các bạn dễ nhìn trên điện thoại các bạn thôi, nhưng khi mà up lên trên cái YouTube ấy thì tốt nhất các bạn đừng để hình ảnh cái chữ này vì nó sẽ nhòe. Mình trước mình hay làm nhưng mình sẽ bỏ cái kiểu này rồi, mình không làm cái kiểu này nữa, nó rất là nhòe. Các bạn sẽ chọn kiểu một hoặc kiểu bốn này, kiểu bốn này rất là dễ nhìn. Đấy. Đấy, ví dụ mình sẽ để kiểu một đi, kiểu một hình cái màu sáng này nó rất là chữ, rất là nổi bật rồi. Tuy nhiên nó có cái viền xanh ngoài rất nổi bật,
Cho nên nếu mình muốn nó nổi hẳn lên, mình sẽ chọn vào cái phần khung viền này. Đấy, nó sẽ có một khung viền đen quanh nó. Thì nó là chữ trắng, nó nổi trên cái nền đen thì rất là nổi bật. Đấy, các bạn có thể, từ đây các bạn có thể chọn luôn cái màu sắc khác. Các bạn ấn vào nó, các bạn chọn kiểu chữ. Thì các bạn sẽ chọn cái kiểu 4 chẳng hạn. Đấy, ra màu đen, rất là đẹp. Đó, muốn chỉnh sửa chữ này thì thêm gì thì các bạn ấn vào cái bút trên đầu đây. Đấy, các bạn chọn vào đấy. Đấy, thì nó hiện ra đây. Các bạn sẽ sửa đi hoặc là viết thêm gì thì tùy các bạn. Thêm dấu chấm và chấm than gì đấy cho nó nổi bật. Đấy, các bạn tích về vào đây cho nó ra ra ngay. Đấy, thì các bạn thấy bây giờ hình ảnh nó đã khác, rất là khác. Các bạn kéo to kéo nhỏ. Đấy, thì đối với mình ban đầu thì các bạn cái hình ảnh đại diện của cái video của các bạn chỉ có rất nhiều cái âm ly này, người ta cũng biết đấy là cái âm ly rồi. Tuy nhiên khi mà bạn để cái hình ảnh âm ly cũ Nhật Bản ra rẻ lên thì nó sẽ có một cái ý nghĩa nó lớn hơn rất là nhiều so với một cái hình ảnh của cái âm ly bình thường. Đấy, thì thế là các bạn đã xong cái phần chỉnh sửa, các bạn lưu lại. Đấy, đây nó có quảng cáo thì tắt nó đi. Đấy, tắt nó đi, không cảm ơn đi. Đấy, thì nó sẽ lưu hình ảnh này vào trong cái bộ nhớ các bạn. Các bạn vào trong phần bộ nhớ ảnh, các bạn sẽ kiểm tra lại. Thì đấy, tất cả các ảnh này, thì nó sẽ có cái hình ảnh vừa tạo xong. Đấy, các bạn sẽ vào YouTube và các bạn để chọn cái hình ảnh đại diện cho cái video của mình. Ví dụ cái kênh của mình, đây là cái kênh viết phú của mình. Rất là nhiều cái video. Đấy, đây rất nhiều video mà về âm ly. Thì mình sẽ vào đây mình chọn một cái, ví dụ cái âm ly này. Video âm ly mình sẽ vào đây và vào phần chỉnh sửa hình ảnh đại diện. Mình sẽ chọn nó và chọn thay đổi xong rồi các bạn sẽ chọn cái hình ảnh ban đầu của nó. Đấy, thì thế nó là cái hình ảnh đại diện cho cái video của bạn rồi. Rất là dễ, rất là đơn giản thôi. Đấy, thì mình chia sẻ với anh em một số cái mẹo mà đơn giản để làm cái hình ảnh thumbnail, để các bạn có thể nhìn thấy cái thumbnail của mình này. Nó rất là dễ mà hình dung được. Ví dụ như cái này lắc men, âm ly lắc men thì mình sẽ để luôn là lắc men FM, có rất là dễ nhìn. Ví dụ như cái này, mấy cái dụng cụ đồ cầm tay, máy bắn vít các thứ, thì mình sẽ để luôn cái thumbnail của nó là dụng cụ cầm tay Nhật nội địa luôn. Ví dụ như ở đây đây mình sẽ thêm các cái chữ ở đây, ví dụ loa JBL rất là đẹp, rất là dễ nhìn này. Còn cái này đấy, mình có thể thêm bất kỳ chữ gì trên cái hình ảnh đại diện của mình đấy, rất là dễ. Đây là cái mẹo nhỏ cho các anh em dùng. Đấy, hai video trên này thì mình chưa chỉnh sửa được vì mới đăng hôm nay, tối hôm qua thì mình vẫn chưa chỉnh sửa được cái thumbnail. Nhưng mình nghĩ là mấy cái video kiểu bữa cơm này thì nó hình ảnh lên đây rồi thì mình cũng không không chưa cần phải làm cái thumbnail lắm. Ví dụ như đây một cái đống cái hộp này thì mình sẽ phải ghi đây là dây loa kết nối loa và âm ly cũ, thì nó sẽ hiện ra như thế này. Để cho các bác vào xem thì dễ, rất dễ nhìn được cái hình ảnh đấy. Hoặc là một cái như này đây nữa, âm ly cũ hàng mới về rất rẻ đây, thì dưới là một cái hình âm ly thì các bạn có thể thấy được ngay như thế. Ví dụ như cái này thì là cái quầy hàng điện thoại, thì mình vì nhìn gần thì các bạn sẽ thấy, zoom ra thì các bạn sẽ thấy được. Nhưng mà khi mà để nó đại diện cho một cái video trên YouTube của các bạn thì nó là hình một cái quầy bán điện thoại của một cái cửa hàng, nên là người ta không biết được đó là cái con điện thoại gì hoặc là như thế nào. Thì mình sẽ ghi luôn vào cái iPhone cũ, giá mát quá anh em ơi. Đấy, thì để cho nó có một cái ấn tượng nhất định. Còn đối với những cái mà mình có chỉnh sửa ảnh như thế này thì mình các bạn cứ cắt ghép ảnh một cách bình thường thôi. Đây, ví dụ như mình đây chèn một hình ảnh của cái iPhone và đây là một hình ảnh của mình đang cầm một iPhone khác, thì mình sẽ dùng một cái phần mềm khác. Đấy là phần mềm Create Thumbnail này. Ở đây đây Thumbnail Maker đây, mình sẽ dùng cái này. Mình sẽ dùng cái này. Ở đây nó có bốn phần: tạo hình thu nhỏ, thiết kế của tôi, hình ảnh thu nhỏ của tôi, và hơn nữa thì mình sẽ chọn cái tạo hình thu nhỏ này. Đây nó có một số cái hình nền hoặc là có của người ta cho sẵn thì bạn có thể lấy luôn hình này đối với các bạn làm phong cảnh. Còn đối với bạn mà tự làm cái nội dung content của bạn này thì bạn sẽ vào cái bộ sưu tập của bạn hoặc là tạo một chụp một cái ảnh mới tùy các bạn sẽ lấy một cái ảnh các bạn chụp trong máy của các bạn này, thì bạn sẽ đưa lên đấy. Làm cái hình đầu tiên sẽ là cái hình nền, ví dụ như cái hình bữa cơm. Đây là cái hình đầu tiên mình sẽ tích về rồi. Đây là nó sẽ là tạo thành cái nền và mình sẽ chọn nền là 16 nhân 9. Khi nó lên trên máy tính thì nó sẽ ra, hoặc là điện thoại quay ngang thì nó sẽ ra hình 16 nhân 9. Đó, các bạn sẽ tích về, ok. Đấy, sau đấy các bạn chọn thêm một cái hình ảnh khác. Cái này nó là hình nền rồi thì các bạn sẽ chọn một hình khác để đè lên cái này.
và thành một trong một cái góc chẳng hạn đấy, nó sẽ tạo thêm một cái điểm nổi bật cho cái hình ảnh của các bạn. Rồi thì các bạn ví dụ như cái hình này nữa, mình sẽ lấy một cái hình ảnh khác, ví dụ như là của cái con gà này đi. Đấy, đấy mình sẽ tích vào đây, mình sẽ cắt cái hình ảnh của nó để mình để con gà với lon bia. Đấy thì nó sẽ như này, nó sẽ ra đây. Đấy, nó sẽ ra luôn một cái hình ảnh con gà lon bia. Mình các bạn sẽ phải kéo to ra đấy, tùy các bạn đặt ở đâu thì các bạn sẽ đặt cho cái hình ảnh nổi bật của cho dễ hình dung. Đấy thì ví dụ con gà con lon bia mình sẽ để ngay giữa cái hình ảnh này. Đây mình sẽ ví dụ một cách đại khái để các bạn có thể thấy được là con gà lon bia. Các bạn có thể xê dịch nó đi bất kỳ góc nào. Chỗ này mình thấy ông này đứng đây, mình không thích ông này đứng đây à, mình sẽ cho hình ảnh lên đây, che cái ông này đi. Đấy, con gà nằm góc này. Thế là mình đã chỉnh sửa xong một cái hình ảnh rất đơn giản. Thì mình muốn che cái gì đi thì mình sẽ cho một cái hình, một cái phông, một cái hình ảnh có sẵn vào. Ở đây có thể các bạn có thể là cho một cái hình con núi vào chẳng hạn, trên góc này, để cho nó nổi bật cho cái hình ảnh, gọi là mang cái thương hiệu cá nhân của bạn. Đấy, hoặc là ở dưới tùy các bạn có thể đặt ở vị trí nào tùy các bạn. Đấy thì cái này sau khi xong các bạn sẽ chọn màu hoặc là để nguyên này, tích ok. Tuy nhiên cái này nó có một cái logo của cái phần mềm ở dưới đáy, thì lúc sau mình vào mình viết chữ, ví dụ mình sẽ ok cái này, mình sẽ tích V này. Đấy, sau khi mình vào mình viết chữ thì mình sẽ viết một cái chữ như lúc nãy, mình sẽ đè lên cái chữ này, mình sẽ đè lên cái chữ này, cái logo này, thế là nó sẽ xong, không không có gì khó khăn cả. Đây mình sẽ vào lại cái này, mình sẽ viết chữ và chọn một cái hình ảnh khác. Đây mình sẽ chọn một cái hình ảnh của mình, cái kho ảnh của mình, cái picture đâu nhỉ, mình sẽ chọn một cái mà mình vừa mới làm ấy. Làm đâu rồi? Đây, mình sẽ vào lấy lại cái hình ảnh mình vừa mới lưu, thì nó sẽ có phần cho mình sẽ làm xong. Đây mình sẽ, đấy mình sẽ lưu vào phần nào, một là phần thiết kế, hai là phần hình ảnh, mình sẽ lưu vào phần hình ảnh. Rồi thì bây giờ nó sẽ vào trong hình ảnh rồi, thì mình sẽ vào kia mình lấy ra mình viết chữ cách bình thường. Đấy cái hình ảnh này nó nằm ở đây rồi. Đấy ví dụ như mình muốn viết cái chữ che cái góc này đi, thì mình sẽ thêm viết chữ, mình viết chữ viết phú nhỏ ở đây chẳng hạn. Đấy, mình sẽ kéo vào cái góc nhỏ này, che cái này đi thì nó sẽ mất cái chữ này đi. Nó rất là đơn giản thôi. Đó là một cái mẹo để mà tạo nên một cái logo của mình, thay cái logo của cái ứng dụng mặc định đi. Như thế là xong. Còn chữ thì các bạn có thể là bữa cơm cuối năm chẳng hạn. Đấy các bạn chọn ở đây và các bạn chọn kiểu chữ của nó, kéo to kéo nhỏ tùy các bạn. Đấy, các bạn muốn cho nó xuống dòng thì các bạn ở giữa này, các bạn ấn Enter cái thì nó sẽ xuống hình như này. Đấy, bữa cơm cuối năm nó rất nổi bật hẳn so với cái chữ đầu đấy. Ok, thế là xong cái phần viết chữ lên hình ảnh, rất là đơn giản và ai có thể làm được, có thể áp dụng cho cái việc làm thumbnail cho kênh YouTube của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Và chúc các bạn làm được những cái thumbnail nó nổi bật nhất để có thể thu hút được nhiều người xem trong cái video của các bạn. Xin cảm ơn.